Chú gấu nâu có hơn 50k lượt theo dõi trên Instagram. Chú gấu nâu này được xem là hot nhất mạng xã hội khi có hẳn gần 50.000 lượt theo dõi trên Instagram đấy nhé. Instagram được cô bạn thân của chú gấu nâu này, Veronica Detka, đến từ Nga, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của cả hai, đã thu hút hàng ngàn người yêu thích trên khắp mọi quốc gia. Cặp đôi này trở nên thân thiết từ 2 năm về trước, khi Veronica giải cứu chú gấu tên Archie khỏi một công viên bảo tồn động vật đã ngừng hoạt động. Kể từ ngày đó, cô đã nuôi chú gấu này như một con thú cưng của mình. Trên Instagram, cặp đôi luôn thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường về những hoạt động thường ngày của họ. Gấu nâu Archie và Veronica đặc biệt có sở thích cùng nhau câu cá tại một hồ nước ở vùng Novosibirsk, phía nam Siberia. Còn gấu sống một cách thoải mái cùng chủ nhân, tham gia các hoạt động cùng cô. Trong khi ngồi câu cá, Veronica cũng đưa cho con gấu một chiếc cần câu. Gấu Archie cũng vui vẻ nhận lấy chiếc cần và ngồi câu cá cùng cô. Cô chia sẻ gấu nâu Archie có thể kiềm chế việc bắt cá theo bản năng và kiên nhẫn chờ chủ nhân câu cá.